Cái lắm người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Jurassic Monster World đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi săn mấy thằng nước ngoài ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi săn mấy thằng nước ngoài. Thì mình phải trang bị cho mình những cái khẩu súng mạnh mẽ nhất ha. Cái thằng Trung Quốc này có vẻ yếu. Phải chui dưới gầm thì có người ta còn xíu thì chết luôn đi chống cự.
hai thằng tới kìa, hai thằng tới kìa. Ngon, cái chân này săn được hai thằng này. Tổng cộng bao nhiêu cái thương dồn vào mình vậy trời? Ba đây. Trời này gặp hai thằng, một thằng chơi chim. Rồi chà. Xong quá. Sát thương khủng khiếp vậy. Chết rồi, mình bị ghét kìa. Mày nó hát tên lửa nè. Tên lửa nó xả liên tục kìa. Phải không? Nhìn khó chịu hả? Kìa, tên lửa nó xả hồi nhanh vậy. Hơi ảo nha, hơi ảo nha, thằng nó hơi ảo. Cu này mình thấy hơi ảo nha. Má nó giết thằng kia thằng em rồi. Ok. Thank you.
này gặp Việt Nam rồi mọi người, trận này gặp Khoi Mino. Chưa có cờ lan mà mình coi thì chưa có cờ lan luôn á. Mới chơi hay sao? Đúng mới chơi luôn. Mình coi mới chơi cho mình coi chất thương. Sao màu vàng. Sao màu vàng này mạnh dữ vậy. Ok, và như vậy là ở video này thì mình thấy đi săn khá là thất bại bởi vì không săn được cái thằng nước ngoài nào hết ha. Mình xin tạm dừng video tại đây nhé. À, mình chỉ săn được... Ok, và như vậy ở video này mình chỉ săn được hai thằng Trung Quốc thôi ha. Còn lại toàn gặp Việt Nam thôi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ mình. Cũng như các bạn muốn mình làm video game nào thì cứ comment phía bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.